Thảm họa bóng đá tại Indonesia là một sự kiện chấn động không chỉ bóng đá khu vực Đông Nam Á mà cả thế giới những ngày qua. Trong thời gian tới, bóng đá Indonesia sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã báo cáo sự việc lên FIFA và chờ phản hồi từ cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu FIFA đánh giá Liên đoàn bóng đá Indonesia không đảm bảo đủ an ninh để đăng cai vòng chung kết U20 thế giới vào năm sau, thì họ sẽ phải tìm một quốc gia khác để tổ chức sự kiện này. Trước mắt, các trận đấu bảng B vòng loại U17 châu Á tại Indonesia sẽ diễn ra trên sân không khán giả. Bộ trưởng An ninh Indonesia Muhammad Mahfud sẽ chịu trách nhiệm điều tra những hành vi vi phạm pháp luật ở vụ việc vừa qua. Dữ liệu phục vụ công tác điều tra sẽ được lấy từ các camera an ninh trong và ngoài sân vận động, lời khai của các nhân chứng để xác minh nghi phạm chính. Ngay cả các cảnh sát bắn hơi cay và cổ động viên cũng phải chịu trách nhiệm. Trước mắt, giải đấu quốc gia Indonesia sẽ bị hoãn để đánh giá lại mức độ an ninh. Không loại trừ khả năng mùa giải này của bóng đá Indonesia sẽ bị hủy. Còn đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ phải chọn thi đấu trên sân trung lập ở các giải đấu quốc tế